안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người 100 câu nói với giáo viên nhà trẻ nhất định phải học. Phần này mình tóm tắt được 100 câu mình có coi những cái tin nhắn mà nào giờ mình với giáo viên nhà trẻ của con mình nói chuyện với nhau và mình thấy là những câu nào mà cần thiết cho mọi người khi mọi người gửi con đi nhà trẻ thì mình đã lọc ra đây 100 câu. Mong là sẽ giúp ích cho mọi người nha. 그러면 구독과 좋아요 꼭꼭 Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào các bắt đầu nha mọi người. Phần hôm nay thì mình sẽ chia nhỏ cho mọi người ra những cái phần nhỏ để cho mọi người dễ học. Đầu tiên là liên quan đến ăn uống, mình sẽ hỏi con mình ở trường ăn uống như thế nào và giáo viên nói như thế nào. Thứ hai là quan hệ bạn bè, à, có đánh bạn, có chửi bạn hay là có như thế nào với bạn hay không. Tiếp theo là bị bệnh Lúc mà bị bệnh thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào Rồi tiếp theo là hoạt động và đồ cá nhân Ở trên trường, ở nhà trẻ thì con mình nó làm gì Với lại người ta yêu cầu mình gửi những cái đồ gì Thì mình có thể sử dụng trong phần 4 Tiếp theo là phần tư vấn Tư vấn thì mình có thể liên quan đến hợp phụ huynh Những cái giấy tờ, người ta gửi những cái giấy tờ về nhà Để mình kiểm tra, mình đánh dấu, mình ghi vào Thì lúc này sẽ thuộc về phần tư vấn nha Rồi mình sẽ đi từng phần 1 Phần đầu tiên là ăn uống phần ăn uống thì đầu tiên ở đây mình sẽ lấy hết chủ ngữ là hai người đang nói chuyện về bé về con của mình nên là chủ ngữ tiếng việt mình sẽ để bằng bé ha còn mọi người á khi mọi người sử dụng muốn sử dụng những câu nói này trong đời sống hàng ngày thì mọi người cứ sử dụng bình thường lấy chủ ngữ là cái người mà mình đang nói chuyện hoặc là bản thân mình rồi đầu tiên bé đi học về cái mình hỏi bé có ăn cơm ngoan không ạ à? bé có ăn cơm nhiều không vậy 밥 có sở bé có ăn cơm không ạ à? 밥 có sở Bé có ăn cơm giỏi không ạ? Bạp chảy bọc Rồi, vâng, bé ăn cơm rất ngoan ạ à. Dạo này con mình ăn cơm rất là ngoan Nè, bạp chảy bọc ớ Vâng, bé ăn cơm rất ngoan ạ Nè, bạp chảy bọc Vâng, bé ăn cơm rất ngoan ạ Nè, bạp chảy bọc Bé thích rau không ạ? À? Con mình rất là ghét rau nha Dạch <laughs> chê Bé có thích rau không ạ? Dạch chê bé có thích rau không ạ? À? Dạ, trẻl 좋아해요. Vâng, bé thích ăn. 네, 먹는 거 좋아해요. Vâng, bé thích ăn ạ. À. 네, 먹는 거 좋아해요. Vâng, bé thích ăn ạ. À. 네, 먹는 거 좋아해요. Vâng, à. 네, Ở đây mình không có đưa cái chữ rau vô ha. Nếu mà thích ăn rau thì mình đưa rau vô. Nếu mà thích ăn cái gì đó mình đưa vô. Con mình nó thích ăn thịt nên là gì Mình có thể đưa vô đây. 고기를 먹는 거 좋아해요. Ví dụ Quả trái có Có thích ăn, ăn bánh gì đó. Quả quả mi Hoặc là ăn cây, quả Thích ăn cái gì thì mình bỏ vô nha. Rồi, tiếp tục. Bé không có kén ăn à. Pion shi Con tui nó không kén ăn à. Pion shi Hoặc là con nhà bạn không có kén ăn đâu à. 편식이 없어요. Hôm nay bé đã ăn một ít đồ ăn nhẹ vào buổi sáng. Ở nhà sáng con mình cho ăn cơm xong mới đi học nên sáng nó không có ăn đồ ăn vặt nhiều lắm. 오전 간식 조금 먹었어요. Bé hôm nay bé đã ăn một ít đồ ăn nhẹ vào buổi sáng. 오전 간식 조금 먹었어요. Hôm nay bé đã ăn một ít đồ ăn vặt vào buổi sáng, đồ ăn nhẹ vào buổi sáng. 오전 간식 조금 먹었어요. Thì đồ ăn vặt thì thường á đi đến nhà trẻ thì tầm 10 giờ là nó sẽ ăn vặt buổi sáng và 3 giờ nó sẽ ăn vặt buổi chiều cho ăn nhẹ đó. Nên lúc này là mình sẽ có là u son và u fu kan shika. U phu là buổi chiều lúc 3 giờ. Hôm nay bé đã không có ngủ trưa. 오늘 낮잠 안 잤어요. Hôm nay bé nó không có ngủ trưa. 오늘 낮잠 잘 à 낮잠 안 잤어요. Hôm nay bé đã không có ngủ trưa. 오늘 낮잠 안 잤어요. À, lúc đầu mới đi nhà trẻ có thể nó không ngủ, nhưng mà riết là nó sẽ quen nó sẽ ngủ và thường ngủ là tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Hôm nay bé đã ngủ trưa 30 phút. 오늘 30분 잦습니다. Hôm nay bé đã ngủ trưa 30 phút ạ. À. 오늘 30분 잦습니다. Hôm nay bé đã ngủ trưa 30 phút ạ. À. 오늘 낮잠 30분 잦습니다. Rồi đến quan hệ bạn bè nha. Con tôi hôm nay thế nào? Ví dụ con đi học về Cái mình hỏi hôm nay con tôi như thế nào ạ? À? Hôm nay nó đã hoạt động như thế nào? Hôm nay nó như thế nào ạ? À? 우리 아이 오늘 어땠어요? Con tôi hôm nay thế nào ạ? À? 우리 아이 오늘 어땠어요? Con tôi hôm nay thế nào ạ? À? 우리 아이 오늘 어땠어요? Bé đã rất ngoan ạ à. 잘 있었어요. Bé đã rất ngoan ạ à. 잘 있었어요 Bé đã rất ngoan ạ. À. Có ngoan ngoãn nghe lời không ạ? À? Con tôi hôm nay nó có ngoan nghe lời không ạ? À? Bạn 잘 듣고 얌전히 있었어요. Bé có ngoan ngoãn nghe lời không ạ? À? Bạn 잘 듣고 얌전히 있었어요. Bé có ngoan ngoãn nghe lời không ạ? À? Bạn 잘 듣고 얌전히 있었어요. Bé đã chơi rất ngoan ạ. À. Bé đã chơi rất là hiền, rất là ngoan. 착하게 잘 놀았어요. Bé đã chơi rất ngoan ạ. À. 착하게 잘 놀았어요. Bé đã chơi rất ngoan ạ. À. 착하게 잘 놀았어요. Bé có thể, bé có nghe hiểu được hơn trước không ạ? À? Dù con người nước ngoài gửi qua thì lúc đầu tiên vô nó không có nghe hiểu được cũng có thể. Học một thời gian cái nó sẽ nghe hiểu được. Nên mình có thể hỏi 그 전보다는 좀더 알아듣나요? 배고해이우려더전 치고 그 전보다는 좀더 알아듣나요? 배고해이우려더전 치고 그 전보다는 좀더 알아듣나요? 그 알아 아이들이랑 친해요. 아이들이랑 친해요. bé rất là thân với bạn bè. Ai tôi đi nào? Con tôi có chơi hòa thuận với bạn không ạ? Xin cô tôi đi nào? Con tôi có chơi hòa thuận, có sống hòa thuận với bạn bè không? Có học hòa thuận với bạn bè không? Xin cô chạy nào? Con tôi có chơi hòa thuận, có sống hòa thuận với bạn bè không? Chính cô tôi đi 지내나요 베다 chơi, 화과 방아 친구들이랑 잘 놀았어요. 베다 chơi, 화순과 친구들이랑 잘 놀았어요. 베다 chơi, 화순과 친구들이랑 잘 놀았어요. 베다 외에 득맨뭐아 새로운 친구를 사귀었나요?

con mình là đứa lớn nhất trong nhà trẻ nên nó là anh ở trong nhà trẻ nên là nó đã bảo vệ mấy đứa ở trong nhà trẻ thú đi thay bé đã đánh nhau với bạn ạ xin cô lúc đầu mới vô là nó có quánh bạn đó xin cô bé đã đánh nhau với bạn ạ xin cô bé đã đánh nhau với bạn ạ xin cô mắt bên trái của bé bị đỏ thỉnh thoảng nó bị đỏ mắt bị chơi giỡn nó cào nó trầy nó đỏ thì mình cũng có thể thấy những câu như thế này quyển chuột bay kẹo mắt bên trái của bé bị đỏ à quyển bé phun nước miếng vào mặt bạn cô mắng vốn 친구 gọi 침을 뱉네요 bé phun nước miếng lên mặt bạn ạ. À. -e chim của ổi cu đề, chim bé phun nước miếng lên mặt bạn ạ. À. -e chim của ổi cu chim Về nhà tôi sẽ nói chuyện lại với bé ạ. Chị bé ổ dễ Về nhà tôi sẽ nói chuyện lại với bé ạ. Chị bé ai dễ Về nhà tôi sẽ nói chuyện lại với bé ạ. khi bé ổ ai đang dễ kia Bé nói chuyện như thế nào ạ? À? Tức là nó có biết nói chuyện ở lớp không á? Nó có nói chuyện được không á? Onno nó phải Bé nói chuyện như thế nào ạ? Onno nó phải Bé nói chuyện như thế nào ạ? Onno nó phải Bé là đứa rất là năng động, 활동적인 아이예요. Bé là đứa rất là năng động. Khoa trương적인 아이예요. Bé là đứa rất là năng động. Khoa trương적인 아이예요. Có phần nào tôi cần lưu ý ở nhà không ạ? À? Khipseo 제가 신경 써야 할 부분이 있나요? Có phần nào mà tôi cần phải lưu ý ở nhà không ạ? À? 집에서 제가 신경 써야 할 부분이 있나요? 집에서 제가 신경 써야 할 부분이 있나요? 집에서는 정말로 너무 달라요. 집에서는 정말로 너무 달라요. ở nhà bé thật sự rất khác luôn á. 집에서는 정말로 너무 달라요. Mình qua bệnh nha. Rất là khác với ngày thường. Bé rất khác với ngày thường ạ. 평소와 다르네요. Con bạn hôm nay nó khác với ngày thường lắm. 평소와 다르네요. Con sau hôm nay nó khác với ngày thường lắm. 평소와 다르네요. Bé hiểu xìu à. 쭉 cho 있어요. Bé không có miếng sức lực nào hết á. Chước, 있어요. Bé rất là yếu siêu. Chước, 있어요. Bé đang trong trạng thái sốt nhẹ. mi ơ san thê Bé bị sốt nhẹ. mi ơ san Bé bị sốt nhẹ. mi ơ san thê Lên xuống 37.4, 37.2 độ. Tức là lên 37.4 rồi xuống lại 37.2 ha. 37.4에서 37점이 왔다 갔다 해요. 37.4는7 2도 37.4에서 37점이 왔다 갔다 해요. 37.4는7 -37 2도 37.4에서 37점이 왔다 갔다 해요. 또 ô i n g h ơ n 한번 병원에 가 보는 게 좋을 것 같아요. Nghĩ tốt nhất là bạn nên đi thử đến bệnh viện. 한번 병원에 가 보는 게 좋을 것 같아요. t h t nhất là bạn thử nên đi đến bệnh viện đi nha. 한번 병원에 가 보는 게 좋을 것 같아요. t i thấy có cái giống như bị dị ứng ở môi và cổ tay của bé. 입술이랑 손목에 알러지 같은 게 보여요. 또 thấy có cái giống như bị dị ứng ở môi và cổ tay bé. 입술이랑 손목에 알러지 같은 게 보여요. 또 thấy có cái giống như là bị dị ứng ở môi với cổ tay của bé. 입술이랑 손목에 알러지 같은 게 보여요. chỗ trước cái môi của nó với cổ nó bị đỏ đó. Cô nói là nó bị dị ứng. Môi dưới của bé bị bầm, chơi dữ quá mà. 아기 아랫 입술에 멍이 들었어요. 뭐, 유익후배비 밤. 아기 아랫 입술에 멍이 들었어요. 뭐, 유익후배비 밤. 아기 아랫 입술에 멍이 들었어요. 왜또이 배비냐는 멍이 래지 저녁에 넘어져서 그랬어요. 또이 배비냐는 멍이 래야

땀장이 곰떡, 막곰만 왕아. 컨디션도 좋고 밥도 잘 먹었습니다. 또세 레이드 배아 지켜보겠습니다. 또세 이드 베아 지켜보겠습니다. 또세 이드 베아 지켜보겠습니다. 거베어깜베 그 턱에 상처가 있네요.

기침 많이해요. 오늘, 오늘 기침 많이해요. 오늘, 오늘 기침 많이해요. 투다 차베 우는 투스 바 루는 투스 바 루는 투스

Ở nhà trẻ thì nó sẽ có cái uh, app cái app là Kidsnote để mình điền cái trạng thái sức khỏe với lại mình muốn uh, gửi thuốc cho con mình uống thì mình sẽ điền vô đó rồi mình gửi qua cái app đó. Còn không á nếu mà ở uh, đi học giống con mình đi youtube là đi uh, trường mầm non á thì nó sẽ có gửi cho mình những cái mẫu giấy á, giống như một cái mẫu giấy vuông mình sẽ viết vô uh, hôm nay uống bao nhiêu thuốc, bao nhiêu thuốc, bao nhiêu thuốc thì nó là cái giấy yêu cầu cho uống thuốc à người ta có cái giấy đó người ta mới pha thuốc cho con mình thuốc mình gửi theo pha cho con mình uống nhớ cái này nha mọi người thuốc urê xò chỉ cần trộn hết thuốc lại và cho uống là được phải không giặt tha so so một chỉ cần trộn hết thuốc lại rồi cho uống là được phải không giặt thà so cò một trộn hết thuốc lại rồi cho nó uống là được phải không giặt thả so gò so bộ kim thì có nhiều thuốc thuốc nước thuốc bột thì trộn hết lại cho nó uống hay như thế nào thì người ta có thể hỏi mình lý do bé mệt mỏi là gì vậy yu 피곤한 이유가 뭘까요? hôm nay thấy bé mệt mỏi quá cô hỏi là ủa, lý do mà bé bị mệt vậy là gì vậy yu 피곤한 이유가 뭘까요? lý do bé bị mệt mỏi là gì vậy? 아기가 khi 이유가 뭘까요? Đêm qua bé đã không có ngủ được, nó quậy suốt đêm. 어젯밤에 잠을 못 잤어요. Đêm qua bé đã không có ngủ được à? 어젯밤에 잠을 못 잤어요. Hôm qua, đêm qua bé đã không ngủ được à? 어젯밤에 잠을 못 잤어요. Bé sờ tay vào mũi rồi đã bị chảy máu, tức là quấy mũi xong bị chảy máu á. 손가락으로 코를 만졌는데 코피 났어요. 모이, 손가락으로 코를 만졌는데 코피가 났어요. 모이, 손가락으로 코를 만졌는데 코피가 났어요. Chắc t r o n khô à ni còn do chắc là trong mũi nó bị khô á nên là nó ngứa mũi nên nó quấy mũi á khô à còn chắc là trong mũi bị khô quá đó khô à còn do ăn vì bị viêm đường ruột nên đã nhập viện con mình nhập viện hồi nhỏ bị nhập viện quá trời thằng nho me khỏi do vì bị viêm đường ruột nên đã nhập viện à 장염에 걸려서 입원했어요. vì bị viêm đường ruột nên đã nhập viện ạ à. 장염에 걸려서 입원했어요. bây giờ trạng thái thế nào ạ à? Bây giờ nó làm sao rồi cô giáo có thể hỏi, ồ oh, bây giờ trạng thái của bé sao rồi ạ? À? 지금 상태가 어때요? à giờ trạng thái của bé thế nào rồi ạ? À? Bé khỏe chưa ạ? 지금 상태가 어때요? rồi giờ à thế nào ạ? À? 지금 상태가 어때요? 메이 납 v 담 마이냐 야담마이 이번은 며칠 정도 하게 되나요? 납 v 담마이야 이번은 며칠 정도 하게 되나요? 납 v 담마이야 이번은 며칠 정도 하게 되나요? 일 <목소리도 못해> <목소리도 못해> <목소리도 못해> <목소리도 못해> 일주일 동안 이번 치료 해야 된대요. nghe nói là phải nhập viện điều trị tầm một tuần á. 일주일 동안 입원 치료해야 된대요. Nghe nói phải nhập viện điều trị trong vòng 1 tuần. 일주일 동안 입원 치료해야 된대요. Tầm lúc nào thì mới được xuất viện ạ? À? 언제쯤 퇴원하게 되나요? Tầm lúc nào mới được xuất viện ạ? À? 언제쯤 퇴원하게 되나요? tầm lúc nào, tầm khi nào mới được xuất viện à? 언제쯤 퇴원하게 되나요? chắc được xuất viện vào cuối tuần này đó. 이번 주말 이번 주말에 퇴원하게 된것 같아요. chắc là được xuất viện vào cuối tuần này á. 이번 주말에 퇴원하게 될것 같아요. chắc được xuất viện vào cuối tuần này thôi. 이번 주말에 퇴원하게 될것 같아요. Khi thôi viện, khi mà ra viện, khi ra viện nhờ bạn lấy cái giấy chứng nhận điều trị nhé. Thuyên hồi chỉ 진료 확인서 부탁드려요. Khi thôi viện, á, khi ra viện thì nhờ bạn lấy cái giấy mà chứng nhận điều trị nhé. Thuyên hồi tề, 진료 확인서 부탁드려요. Khi mà thôi viện, khi ra viện thì nhờ bạn nhớ lấy cái giấy mà điều trị, chứng nhận điều trị nhé. 퇴원할 때 진료 확인서 부탁드려요. Phải có giấy xác nhận điều trị thì mới được công nhận điểm danh. 진료 확인서 있어야 출석으로 인정되거든요. Phải có giấy xác nhận điều trị thì mới được công nhận điểm danh. 진료 확인서 있어야 출석으로 인정되거든요. phải có giấy xác nhận điều trị thì mới được công nhận là điểm danh. 진료 확인서 있어야 출석으로 인정되거든요. tức là mình phải mình nhập viện một tuần thì mình phải có cái giấy đó người ta mới trợ cấp cho mình cái tiền gọi là tiền mình đi nhà trẻ. lúc này mình phải có cái giấy đó cho nhà trẻ nha. Bé bị bạn cắn ạ. À. 친구한테, 물렀어요. 친구한테 물렸어요. 베비 반강아. 친구한테 물렸어요. 베비 반강아. 친구한테 물렸어요. may là k 상처가 안 나서 다행이에요. may là k 상처가 안 나서 다행이에요. may là k 상처가 안 나서 다행이에요. 이 아. 비용 들지 않아요. 비용 아. 비용 들지 않습니다. Không đâu 아. 비용 들지 않습니다. 아. 그냥, 용면 됩니다. 그냥, 면 됩니다. 용 그냥 쓰시면 됩니다 cứ sử dụng là được à 그냥 쓰시면 됩니다 rồi mình sẽ qua phần hoạt động và đồ cá nhân nha hôm nay đã hoạt động gì ạ à? hôm nay con đã chơi cái hoạt động gì ạ à? 오늘 어떤 활동을 했나요 hôm nay con tôi đã chơi cái trò gì ạ à? 오늘 어떤 활동을 했나요 hôm nay con tôi đã hoạt động những cái hoạt động nào ạ à? 오늘 어떤 활동을 했나요? 험라이 라도마와 오늘 색칠했어요. 라이마와 오늘 색칠했어요. 험라이 라도마와 오늘 색칠했어요. 옷에 얼룩이 좀묻었어요이 옷에 얼룩이 묻었어요. 제 넥워드에 묻은 조금 먼가. 오세 얼룩이 좀 묻었어요. 괜찮아요. 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 괜찮요요

물티슈 좀더 가져다 주세요. 기저귀랑 물티슈 좀더 가져다 주세요. 오늘 소꿉 활동에서 물감 놀이 합니다. Hôm nay trong hoạt động chơi đồ hàng sẽ chơi trò chơi tô màu nước. 오늘 소꿉 놀이에서 합니다. Hôm nay hoạt động chơi đồ hàng sẽ chơi trò tô màu nước. 오늘 소꿉 활동에서 물감 합니다. Hãy chuẩn bị quần áo thay và gửi cho bé ạ. À. Tức là chuẩn bị đồ mà đồ để nó thay á. 여보 옷, 여보 옷, 꼭 챙겨서 보내주세요 hãy chuẩn bị quần áo thay, quần áo dư đó, và gửi đến cho bé ạ. Giờ bố rút, cuốc, chăn gió gió, phụ nê cho dẻo. Hãy chuẩn bị quần áo thay, rồi gửi cho bé ạ. Giờ bố rút, cuốc, chăn gió gió, phụ nê cho dẻo. Hãy mặc cho bé quần áo mà dính màu cũng không sao, rồi đưa bé đến trường ạ. Bùi gàm bùi đỏ đu, thuê nên ô sư rô, ịp phở, thường quân, xì khéo cho dẻo. Hãy mặc cho bé quần áo mà dính màu nước cũng không sao, rồi đưa bé đến trường ạ. Bulga muda do thuê nên nụ sử Hãy mặc quần áo mà dính màu nước cũng không sao cho bé rồi đưa bé đến trường ạ. Bulga muda do thuê nên nụ Tức là những cái ngày mà có cho màu nước á, thì nó dính quần áo sẽ rất là dơ nên mặc những cái áo nào mà nó dính màu xong mình dễ giặt ra đó mặc oui pues những cái quần áo đó cho nó. hẹn gặp lại vào tuần sau à? 다음 주 뵙겠습니다. hẹn gặp lại vào tuần sau à? 다음 주 뵙겠습니다. hẹn gặp lại vào tuần sau à? 다음 주 뵙겠습니다. hôm nay đi dạo ạ tức là hoạt động hôm nay là sẽ dắt bé đi dạo. 오늘 산책 나갑니다. hôm nay đi dạo à? 오늘 산책 나갑니다 hôm nay đi dạo à? 오늘 산책 나갑니다. Hãy chuẩn bị nón và gửi đến cho bé ạ. À. 모자 챙겨 보내주세요. Hãy chuẩn bị nón và gửi đến cho bé ạ. À. 모자 챙겨 보내주세요. Hãy đội chuẩn bị nón và gửi đến cho bé ạ. À. 모자 챙겨 보내주세요. Đũa thì hãy để bé sử dụng ở nhà đũa ăn cơm á đũa thì để bé sử dụng ở nhà con mình á nó, nó thích sử dụng đũa lúc trước nó thích sử dụng đũa gửi đũa đi á chất cà ra gân chi bé so sai ung hai chị tu ru khe đũa hãy để cho bé sử dụng ở nhà chất cà ra gân chi bé so sai ung hai chị tu ru khe đũa thì để để cho bé sử dụng ở nhà chất cà ra gân chi bé so sai ung hai chị tu ru khe bạn bè quan tâm nên xảy ra gây nhau, bạn bè nó thấy đũa cái nó giật, nó giật cái xong là quánh nhau. 친구가 관심을 보이니 다툼이 생기네요. Đồ chơi thường là đi nhà trẻ đi nhà mẫu giáo là người ta không có cho mang đồ cá nhân theo, bánh trái hoặc là đồ chơi theo vì mấy đứa khác nó không có cái nó giật Nó nó là nó khóc nên lúc này là mấy cái này là người ta không có cho đem theo. 친구가 관심을 보이니 다툼이 생기네요 bạn bè quan tâm nên là xảy ra gây nhau. 친구가 관심을 보이니 다툼이 생기네요. Hôm nay chơi bắn súng nước nên hãy chuẩn bị súng nước rồi gửi cho bé ạ. À. Gửi cho tôi. 오늘 물총 놀이를 물총 놀이 하니 물총 챙겨 보내 주세요. Hôm nay chơi trò bắn súng nước nên là hãy gửi súng nước đến cho bé, chuẩn bị súng nước gửi đến cho bé ạ. À. 오늘 물총 놀이 하니 물총 챙겨 보내 주세요. 오늘 물총 놀이 하니 물총 챙겨 보내 주세요. Hãy mặc quần áo ấm r 입혀 보내 주세요. Hãy mặc quần áo ấm cho bé rồi đưa bé đến trường đi ạ. Ta tích thanh ủ sư bố Mặc quần áo ấm cho bé rồi đưa bé đến trường ạ. Ta tích thanh ủ sư bố Lông bàn chải rụng hết rồi. Con mình nó cắn bàn chải dữ quá mấy bữa là đứt rụng rụng hết lông. Chích sư bố ca bà ni bá chất Lông bàn chải rụng hết rồi ạ. Chứ sư bố bà ni bá chất Lông của bàn chải rụng hết rồi ạ. À. Rụng sắp hết rồi đó. Rụng nhiều lắm rồi ạ. À. Chích xô bù ca ni bà Ni ba giá sợ. Hãy gửi cho tôi bàn chải mới đi ạ. À. Xe chích xô bù nê Hãy gửi bàn chải mới đến cho tôi ạ. À. Xe chích xô bù nê Hãy gửi bàn chải mới đến cho tôi ạ. À. Xe chích xô bù nê giá sợ. Khẩu trang của Juno đang ở nhà trẻ. Juno masker는 원에 있어요. Con mình tên là Juno. khẩu trang của Juno đang ở nhà trẻ. Juno masker는 원에 있어요. 원 cái này là cái nhà trẻ. 어린이집 유치원 nó sẽ gọi chung là 원. Juno masker는 원에 있어요. khẩu trang của Juno đang ở nhà trẻ à? bị đổi với các bạn, bị đổi với cái cái khẩu trang của bạn rồi à? 친구 거랑 바뀐 거 같아요. khẩu trang của đứa này mà đeo cho đứa kia đó. 친구 거랑 바뀐 거 같아요. bị đổi với cái của bạn rồi à? 친구 거랑 바뀐 거 같아요. tôi gửi mền cho bé cho của bé về à? 이불을 보내드립니다. một tuần thì gửi mền về giặt một lần cho bé xong rồi gửi lại á. 이불을 보내드립니다. tôi gửi mền của bé về à? 이불을 보내 드립니다. 해약과 l i o t 다음 주 월요일에 다시 보내 주세요. 해약 다시 보내 주세요. 해약과 다음 주 월요일에 다시 보내 주세요. b 리떼우러 i 이 u r 이 i 이숭 ạ y 도라 타이 ị 다가 바지에 흘려서 갈아입혔어요. 다가 바지에 흘려서 갈아입혔어요. 쉬하다가 바지에 흘려서 갈아입혔어요. hãy gửi hãy chuẩn bị và gửi quần thay cho bé ạ à. cái quần mà dư á, quần để thay thế á yo bol pa ji chengyo bo hãy chuẩn bị và gửi quần thay hãy chuẩn bị cái quần thay và gửi cho bé ạ yo bol pa ji chengyo bo hãy gửi hãy chuẩn bị và gửi quần thay cho bé ạ yo bol pa ji chengyo bo ne đã xài hết sạch tả rồi ạ à. 기적기를 아예 다 썼어요. 나사요 썼세다 rồi ạ. 기적기를 아예 다 썼어요. 나사요 썼세다 rồi ạ. 기적기를 아예 다 썼어요. Mai hãy gửi tập về cho tôi ạ. Có những cái bữa nấu ăn hoặc là làm những cái gì làm làm thức ăn á thì nó sẽ có mang tập về ha. 내일 앞치마 보내주세요 Hãy gửi tập về cho tôi ạ. 내일 앞치마 보내주세요. 하이거이 답지에 여또야 마이. 매일 앞치마 보내주세요. 브이베이 남장 짱깨요는 레이비룩 라. 마스크 잡아당겨서 줄이 끊어졌어요. 브이베이 남코 짱깨는이비룩 라. 마스크 잡아당겨서 줄이 끊어졌어요. 브이베이 남장깨요는 레이비룩 라. 마스크 잡아당겨서 줄이 끊어졌어요. <모라> <모라> 거 여분, 여분 마스크 보내주세요. 여분 마스크 보내주세요. 여분 마스크 보내주세요. 이 또 ô i gửi l ị 부모 면담 일지 보내 드립니다. 또 ô i gửi c h 부모 면담 일지 보내 드립니다. 또 부모 면담 일지 보내 드립니다. 부모 의견을 적어서 다시 보내 주세요. Hãy viết ý kiến của ba mẹ vào và gửi lại cho tôi ạ. Phụ mô ý kiến ở chỗ gọi Hãy viết ý kiến của ba mẹ và gửi lại cho tôi ạ. Phụ mô ý kiến ở chỗ gọi ta sẽ Mong rằng bạn xem thông báo và gửi thư lại cho trả lời ạ. Công chi xa ngư bổ cố, cốt thập biên phụ Mong rằng bạn xem cái thông báo và gửi cái thư trả lời lại cho tôi ạ. À nhất định gửi lại cho tôi ạ. Cũng chi sang ưu bù cu, cuốc, thập bên, phụ thắc tư Mong rằng bạn xem thông báo và gửi cái thông cái thư trả lời lại cho tôi ạ. Cũng chi sang ưu bù cu, cuốc, cũng chi sang ưu bù cu, cuốc, thập bên, phụ thắc tư Hãy viết bình luận, hãy viết ý kiến vào cho tôi ạ. Thế kì, thả ra cho xeo. Ví dụ nó gửi ở trong cái phần... Tại vì nhà trẻ là người ta quản lý trong một cái app á thì lúc này có thông báo thì người ta thông báo rồi mình sẽ gửi mình sẽ viết cái ý kiến mình sẽ viết cái bình luận comment ở bên dưới á. Thì lúc này là bà nói là take thả ra Hãy viết bình luận cho tôi ạ. À. Hãy viết ý kiến để lại ý kiến cho tôi ạ. À. Take thả ra Mai hãy đánh dấu vào đơn đồng ý và gửi cho tôi ạ. À. Gửi cho mình cái đơn đồng ý bắt mình đánh dấu. Để thủ check 해서 보내 Mai, bạn hãy đánh dấu vào cái đơn đồng ý và gửi lại cho tôi ạ. À. Để 내일 동의서 체크해서 보내주세요. Mai, hãy đánh dấu vào đơn đồng ý và gửi lại cho tôi ạ. Để 내일 동의서 체크해서 보내주세요. Hãy mang đơn đồng ý đến cho tôi ạ. 동의서 가져다 주세요. Hãy mang đơn đồng ý đến cho tôi ạ. 동의서 가져다 주세요. Hãy mang đơn đồng ý đến cho tôi ạ hùng 가져다 주세요. hãy điền vào hồ sơ có cặp uh, trong cặp bé và gửi lại cho tôi bạn gửi hồ sơ vô cặp xong phải nói mình là uh, điền vô rồi gửi lại khá ba nghe từ so nên chủ hãy điền vào hồ sơ có trong cặp bé và gửi lại cho tôi ạ khá ba nghe từ đâu nhìn so điều gửi cho Hãy gửi lại, hãy điền hồ sơ có trong cặp bé rồi gửi lại cho tôi ạ. Khá ba nghe, thứ rồi nên so 보내주세요. Hãy gửi cho tôi thời hạn, hãy gửi lại cho tôi thời hạn là đến ngày mai á. 내일까지 보내주세요. Là tới mai là phải gửi lại cho tôi nha. 내일까지 보내주세요. Hãy gửi lại cho tôi thời hạn là đến ngày mai thôi nha. 내일까지 보내주세요 hãy báo có tham gia giáo dục nuôi dưỡng con cái hay không vào sổ kit note chùm tôi tức là mình có cái chương trình gọi là giáo dục uh, dạy cách mà nuôi dưỡng con cái mình có tham gia hay không thì mình sẽ báo là mình có tham gia hay không vào cái phần mềm là kitchen note này là cái phần mềm quản lý ở nhà trẻ nha mọi người uh, hầu như cái này là chung của cả nước nên là nó sẽ giống nhau thôi phù puyuk tham sóc dò bưu Kit note e, 알려주세요. Hãy báo là có tham gia vào nuôi dưỡng, uh, cái chương trình giáo dục nuôi dưỡng con cái hay không vào sổ kit note giúp tôi ạ. Bồi dưỡng, bồi dưỡng, giáo dục, tham gia, có không? Kit note e, hãy báo có tham gia giáo dục nuôi dưỡng con cái hay không vào sổ kit note giúp tôi ạ. Bồi dưỡng, giáo dục, tham gia, có không? Kit note e, Hôm nay sẽ cho bé về lúc 3 giờ Hôm nay tôi đón bé lúc 3 giờ Hoặc là bé sẽ về lúc 3 giờ 오늘 3시에 하원하겠습니다 Rồi, Hôm nay tôi sẽ cho bé về lúc 3 giờ 오늘 3시에 하원하겠습니다 Mình có Mình cho bé đi học là thương nguồn Còn tan học là 하원 Còn không thì mình sẽ có là 데리러 가다

감사합니다. 시간 내줘서 주셔서, 주셔서 감사합니다. 뇌욕 탁막이 하이거이 린저토 궁금하신 점 있으면 전화주세요. 뇌욕 궁금하신 점 있으면 전화주세요. 뇌욕과 뇌욕 탁막 하야 궁금하신 점 있으면 전화 주세요. 정말 감사드려요. 정말 감사드려요. 정말 감사드려요. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. Rất mong là bạn giúp đỡ à 잘 부탁드립니다. gì đó nè gì hôm nay đến đây thôi nha mọi người đề mong là cái phần này đã giúp đỡ được cho mọi người trong cái việc mà mọi người có thể nói chuyện với cô giáo để coi tình hình của con mình học ở nhà trẻ như thế nào làmạm tô bạn nào gặp lại mọi người ở video tiếp theo anh nhau